Yeah, và đây là KOD đến từ Đức Hòa. Sao ao đến na vì những cống hiến của anh cho Việt Rap, Việt Hip Hop Contest 2. Bọn mày đông đúc thì tao sẽ chơi một trọi về 100. Bọn mày đã cả đời cũng không bằng tao rap trong một năm. Sư phụ của mày quay lại để được học tao. Tao đuổi mày ra khỏi nghề rap nếu mà mày dám chọc tao. Chắc mày hiểu sai đi ý nghĩa và giá trị dòng nhạc này nó mang tới. Thằng nào thì cũng muốn là con gà để trứng vàng. Tao giúp mày bình an với tất cả thông tin mày xã hội giật dây. Nói cho tao tay có nghĩa là thao túng tụi mày. Tự tin rồi tự hứng là mình hay. Tao khác với tụi bay chứng minh là tao đúng. Vì thứ tao viết là đẹp thật của bản thân. So về độ non thì nó vốn không cần thiết. Phải tăng sự sức với tất cả thứ trạng chân. Một hai ba quân hay tụi mày muốn làm hết. Nội dung như rác mà cứ ngỡ là tiểu thuyết. Họa ra tự mình mà cứ nhận mình hiểu biết. Giang đôi bàn tay đưa ngón giữa vào mặt mày. Vì dòng nhạc tao đang kiếm cùng chữ riêng được chữ viết. Rap là tự chơi dùng để nói ra sự thật. Nên tao phất bỏ ánh mắt mấy thằng quách được kỳ chê. Rap mày tinh thời là câu từ đang xấu rỗng là bay ba và lập đất để mà khiến nhiều người mê. Chiếc chân chu vô vốn mà chơi trên hệ chiến. Phải giữ vững được niềm tin với những gì tao đã làm. Bài học duy nhất cũng được gọi là đầu tiên. Sẽ không bao giờ được bước khi cuộc chơi chưa hả mang. Tại hiện điều gì khi mày mang váy. Nói sai sự thật điều mày đang thấy. Kẻ không nỗ lực muốn được ăn ngay. Ngoài trừ ăn may thì đừng hòng mà mày mong lấy. Đứng ngoài đường đua sao mà trống trải thật. Điều mà mày nói đắp trong đóng vải mặt. Một chọi một căng mấy thằng cháu phải lật. Nghe kẻ không biết lâu nên sẽ nóng vẻ cả. Bọn mày đông đúc thì tao sẽ chơi một chọi về 100. Bọn mày rap cả đời cũng không bằng tao rap trong một năm. Sư phụ của mày quay lại để được học tao. Tao đuổi mày ra khỏi nghề rap nếu bọn mày dám chọc tao. Bọn mày đông đúc thì tao sẽ chơi một chọi về 100. Bọn mày rap cả đời cũng không bằng tao rap trong một năm. Sư phụ của mày quay lại để được học tao. Tao đuổi mày ra khỏi nghề rap nếu bọn mày dám chọc tao. Mày không hiểu được hip hop tao chơi. Nó không quan trọng thằng nào bét nhất. Phát rapper giờ nó nhiều như rác. Vẫn còn chen chúc nhau từng mét đất. Lên mạng cầu phím tỏ vẻ mình khôn. Nói về có miếng ăn không ngồi giờ. Dấu hiệu nhận biết mấy thằng ngu dốt. Lại rít như xít cắn tuôn vào mồm. Mày khoe trang sức và tỏ vẻ mày rất công. Để thật vô công tôi thì nhà thì chưa đóng. Có bao giờ nghĩ mày sẽ còn tồn tại không? Nếu mà một khi rằng VD chỉ còn sống. Vì mà mấy em phải ngồi nghe em truyền tải. Muốn được như anh thì là cả câu chuyện dài. Toàn là mấy thằng ngu thời trang thì nhanh nhú. Tôi cần gan là sâu rap và tập tử đi diễn hài. Tao thì có một công việc riêng. Không đem âm nhạc này ra đổi miếng. Nên cũng không cần bởi đất bưng bô. Nhờ người viết hộ để cho nổi tiếng. Ảnh dở mà nó tiếng hơn anh nghe nhạc bằng mắt. Hả mấy ông thần dắt bụi bụng phai và game show giải trí. Mấy thằng ngu vẫn nghĩ là cuộc thi công bằng. Mày phải biết được điều đúng điều sai. Có chữ vai thế một bún là bay. Để thật việc thật nhập đúng vào vai. Mày khoe mình băng đạn một súng là khai. Mấy thằng ra biết đéo ra vòng. Thì đi con mẹ của xéo ra dần. Quỷ không ra quỷ thằng đéo ra thần. Tin qua mày hỏi đủ có cái đéo tao cần. Bộ mày đông đúc thì tao sẽ chơi một chọi về 100. Bọn mày rap cả đời cũng không bằng tao rap trong một năm. Sư phụ của mày quay lại để được học tao. Tao đuổi mày ra khỏi nghề rap nếu bọn mày dám chọc tao. Bọn mày đông đúc thì tao sẽ chơi một chọi với 100. Bọn mày rap cả đời cũng không bằng tao rap trong một năm. Sư phụ của mày quay lại để được học tao. Tao đuổi mày ra khỏi nghề rap nếu bọn mày dám chọc tao.